Chào tất cả mọi người mình là Ánh Dương đây, chúc mọi người thật vui vẻ và thư giãn khi xem video của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi những video mới nhất của mình nhé, yêu mọi người. Thẩm mộ tuyết đi đến trước mặt lục kích nói, ta nghĩ kỹ rồi, thành thân rồi còn có thể hưu thề. Hôn ước này của ta vẫn chưa thực hiện, hủy đi thì có sao, ta biết trong lòng ngươi có ta, nếu không năm đó cũng sẽ không vừa xuống chiến trường đã xin hoàng thượng hủy bỏ hôn ước. Ngươi là sợ liên lụy ta, lỡ dỡ hạnh phúc của ta, đúng không? lục kích trầm mặc không nói ngu tiểu mãn nhíu mày nhìn thẩm mộ tuyết xem ra thẩm mộ tuyết đều đoán đúng rồi nói không chừng bị thẩm mộ tuyết kích thích như vậy lục kích sẽ nói ra lời thật lòng đến lúc đó mình thấy lục kích không để ý đến mình thẩm mộ tuyết ấm ức bật khóc lục kích chỉ cần ngươi nói một câu dù là thanh cao hay là áo vải chân trời hay góc biển ta đều theo ngươi lục kích nắm chặt lấy bàn tay ngu tiểu mãn nghiêm túc nói ban đầu quả thật có nghĩ đến không muốn liên lụy ngươi nhưng bây giờ ta và tiểu mãn phu thê hòa hợp sớm đã hứa hẹn trung thân không ai thay thế hy vọng thẩm tiểu thư cũng có thể sớm ngày gặp được lương duyên lúc đó phu thê ta nhất định đến chúc mừng tân hôn ngu tiểu mãn không dám tin nhìn lục kích ân công lòng cậu lúc này loạn cào cào không hiểu không đúng ngu tiểu mãn ngươi tỉnh táo đi tất cả chẳng qua là diễn kịch thôi nhưng nếu ân công không yêu thẩm mộ tuyết như vậy thì sẽ không bịa ra lời nói dối này càng sẽ không có cảnh lừa dối nắm tay của ngươi ngu tiểu mãn ủ rũ cúi mặt xuống đều nói nam tử nhân tộc giỏi lừa người nhất nếu mình không phải đương sự chỉ sợ cũng sẽ tin lời của hắn tưởng rằng phu thê chúng ta tỉnh sâu cậu liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình có điều tay của lục kích ấm như vậy mình nắm thêm lát nữa được rồi tốt nhất vừa không để ý đã nắm cả đời không bao lâu sau hai người bước ra khỏi mã trường hai má ngu tiểu mãn hơi phiếm hồng không ngờ thẩm mộ tuyết đi rồi tay này vẫn còn nắm lẽ nào là mình vô thức nắm tay ân công không chịu buông sao vậy xấu hổ quá rồi ngu tiểu mãn hưng phần chỉ một con ngựa con ngựa kia đẹp thật đấy lục kích nhìn theo ánh mắt cậu nhìn con ngựa trước mặt hỏi thích con này à trông ngoan ngoãn thân hình cũng không lớn ta kêu người dắt qua đây cho ngươi thử ngu tiểu mãn trèo lên lưng ngựa đoàn hoành đi theo sát hướng dẫn cậu phu nhân tiểu nhân nói với người một lần cưỡi ngựa phải cầm ngu tiểu mãn ngồi trên lưng ngựa ấm ức hai má phồng lên ân công cân nhắc thân hình của ngựa là cảm thấy chân mình ngắn không trèo lên được à ngu tiểu mãn quát lên một tiếng đá rồi phóng ngựa chạy đi mình phải để hắn thấy thực lực của ngu tiểu mãn mình thấy ngu tiểu mãn thuần thục cưỡi ngựa thẩm hàn vân khen ngợi một câu cưỡi không tồi nha không giống lần đầu học chút nào Hôm qua lúc mời ngươi, ta còn tưởng ngươi sẽ lại từ chối, không ngờ hôm nay ngươi không những đến, còn dẫn theo phu nhân, xem ra tình cảm phu thê của các ngươi phát triển rất tốt. Vậy ngươi với Mộ Tuyết, Lục Kích ngắt lời hắn ta, đều là chuyện quá khứ rồi. Thẩm Hàn Vân nhìn Lục Kích khẽ nói, từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ ngươi làm người thẳng thắng, cầm lên được, đặt xuống được, ta thì không, luôn nhớ nhung một chuyện trong lòng những mấy năm. Lục Kích nhíu mày hỏi, ngươi còn đang tìm người cứu ngươi từ dưới biển lên bờ 4 năm trước sao? Thẩm Hàn Vân nhìn ngu tiểu mãn xinh đẹp sinh động trước mắt đáp, đúng vậy ban đầu đào ba tấc đất cũng không tìm được người còn tưởng đó là mơ kết quả gần đây ta đã gặp hắn rồi ở ngay trong kinh thành hắn cúi mặt xuống nói nhỏ thì thầm chỉ là không biết lục công tử tình sâu với hắn tới đâu có nỡ thả người không con ngựa đột nhiên mất kiểm soát ngu tiểu mãn sợ hãi mặt biến sắc lục kích thấy vậy hốt hoảng hai tay nắm chặt tay ghế cố gắng đứng dậy tiểu thẩm hàn vân đè tay lên tay lục kích nhíu mày nói ngươi không tiện giao ta đi nói xong hắn liền leo lên lưng ngựa đuổi nhanh theo con ngựa của ngu tiểu mãn Giá đá, đá ngu tiểu mãn không kiểm soát được mất khống chế buông dây cương ra cậu liền bị ngã về phía sau a à, thẩm hàn vân nhảy xuống ngựa chạy nhanh đến đỡ lấy ngu tiểu mãn hắn nhìn cậu quan tâm hỏi ngươi không sao chứ ngu tiểu mãn khẽ đáp không không sao thẩm hàn vân cẩn thận đỡ lấy ngu tiểu mãn nhìn cảnh tượng như vậy lục kích nheo mắt lại bàn tay nắm chặt trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực cùng không can lòng xe ngựa chạy nhanh vào thành trong xe ngựa ngu tiểu mãn cẩn thận liếc nhìn lục kích đang cau có ngồi bên cạnh cảm giác hình như tâm trạng của ân công không tốt lắm vừa rồi nói chuyện với hắn hắn dường như cũng không muốn đáp chuyện xe ngựa đột nhiên rung lắc ngu tiểu mãn không phòng bị liền đập vào xe ngựa ngu tiểu mãn vén y phục lên nhìn vết thương ở đùi của mình ư ừ, mấy ngày này nhân lúc ân công không ở nhà mình lại lén nhổ mấy cái vảy không ngờ vừa rồi ngã từ trên ngựa xuống lại vô tình đụng đến vết thương lục kích nhìn thấy vết thương ở đầu gối của ngu tiểu mãn liền quan tâm hỏi ngã bị thương rồi ngu tiểu mãn chỉnh sửa lại y phục của mình rồi cầm một lọ thuốc lên cười vui vẻ nói không sao không sao chỉ bị chảy một chút vừa rồi thẩm công tử đã cho thuốc bôi một ít là được rồi lục kích nhíu mày khó chịu nhìn cậu đêm khuya phủ tướng quân trong phòng ngủ ngu tiểu mãn ngồi trên ghế sờ bụng mình đói quá có gì để ăn không lục kích đưa tay vào trong ngựa mình chỗ ta nói được một nửa đột nhiên ngu tiểu mãn nhìn thấy một quả táo thì phấn khích cầm lên ở đây có táo cậu liền cắn một miếng to vừa ăn vừa liếc nhìn lục kích một cái ngu tiểu mãn tỏ vẻ đáng thương hỏi ta chỉ ăn một quả được không lục kích bất lực nói ăn đi rồi hắn liếc nhìn đoàn hoành bên cạnh nói Đoàn Hoành, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, rồi hắn đưa cho Đoàn Hoành một cây kẹo, ngươi cầm cái này về ăn, Đoàn Hoành ngơ ngác hỏi, cái kẹo này không phải cho phu nhân sao? Lục Kích liếc nhìn ngu tiểu mãn ăn no nằm lăn một bên thỏa mãn sờ bụng, kéo dài lâu như vậy vẫn không tìm được cơ hội đưa ra, bây giờ e rằng hắn cũng không cần nữa rồi, Lục Kích đưa cây kẹo cho Đoàn Hoành, vậy thì chôn nó đi, cứ chôn ở dưới cây hoè trong viện, mấy hôm sau, Đoàn Hoành nhìn ngu tiểu mãn khó xử nói, phu nhân, tướng quân có công sự phải xử lý, hay là người muộn một chút rồi đến đi? Ngu Tiểu Mãn thất vọng, ồ, một tiếng, mấy ngày nay Ân công bận suốt ngày, buổi tối cũng không hay về phòng ngủ, ngày ngày ở trong thư phòng vốn dĩ không muốn gặp người khác, nhưng vẫn luôn không nghe nói chân của hắn có chuyển biến tốt, xem ra bôi bên ngoài không có tác dụng gì, hay là thử uống thuốc, Ngu Tiểu Mãn thẫn thờ rời đi một mình thì đột nhiên nghe Hai nha hoàn nói, thuốc của thiếu gia thêm một nén hương là được rồi, lát nữa ngươi nhớ đưa qua đó, nha hoàn bên cạnh đáp, được, ta đưa điểm tâm cho thái phu nhân xong sẽ đưa thuốc cho đại thiếu gia. Ngu Tiểu Mãn đứng một góc liếc nhìn hai nha hoàn kia thuốc của ân công có rồi thấy hai nha hoàn kia rời đi ngu tiểu mãn nhìn chén thuốc đặt trên bàn cậu bước đến mở nắp bát thuốc ra đây chắc là thuốc của ân công rồi thơm quá bây giờ không phải lúc tham ăn hai mắt ngu tiểu mãn sáng rực nước miếng chảy ròng ròng ngu tiểu mãn đóng nắp chén thuốc lại hy vọng lần này có thể có tác dụng nhàn rỗi quá về tiếp tục may y phục mùa hạ cho ân công vậy đêm khuya ngu tiểu mãn nhìn bộ y phục đẹp đẽ trước mặt thì vui vẻ đại công cáo thành gắn thêm mấy miếng vải nhỏ quả nhiên đẹp hơn cầm đi đưa ân công thử xem xem có vừa người không ngu tiểu mãn đi đến trước thư phòng thì đột nhiên thấy có gì không đúng kỳ lạ sao đoàn hoành không canh giữ bên ngoài cậu định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy giọng nói bên trong tướng quân không có loại thuốc đó không có thuốc nào có thể áp được dược tính này lục kích bên trong phòng lạnh nhạt nói ra ngoài canh cửa đoàn hoành mở cửa ra thì sửng sốt nhìn ngu tiểu mãn đứng bên ngoài ông trời có mắt lần này tướng quân được cứu rồi phu nhân tướng quân bị hạ mị dược người mau vào cứu ngài ấy đi ngu tiểu mãn ngơ ngác nhìn đoàn hoành hỏi mị dược vậy ta phải làm sao mới cứu được hắn đoàn hoành gấp gáp nói chỉ cần làm chuyện phu thê là được phu nhân tướng quân nhờ người đấy ngu tiểu mãn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta ném vào trong phòng lục kích mặt đỏ bừng cả người nóng rực thở gấp cố gắng kiềm chế ngu tiểu mãn nhìn lục kích lo lắng hỏi lục kích ngươi vẫn ổn chứ trông ngươi rất khó chịu lục kích cả người khó chịu cố gắng nói đừng đừng qua đây cứ mặc kệ ta lục kích vội cầm lấy tách trà bên cạnh nước lạnh uống nước lạnh nhịn chút là được rồi ngu tiểu mãn nắm lấy tay lục kích chân thành nói ta muốn giúp ngươi lục kích đừng từ chối ta được không lục kích cắn chặt răng rồi hai người ôm chặt lấy nhau hôn thật sâu ngu tiểu mãn dịu dàng gọi lục lang lục kích cả người khó chịu nghe thấy cậu gọi mình như vậy thì không kiềm chế được nữa liền hôn xuống môi cậu y phục trên người ngu tiểu mãn dần dần được cởi xuống lục kích mạnh mẽ hôn lên người ngu tiểu mãn ngu tiểu mãn khẽ rên lên một tiếng à, ưm lục kích từ từ hôn xuống ngực ngu tiểu mãn ngu tiểu mãn không chịu được khẽ rên lên từng tiếng khẽ khó chịu quá nhưng lại rất thoải mái cảm giác cả người đều sắp tan chảy rồi muốn hòa thành một thể với hắn thì ra trên sách của lưu cô nương những người đó là có cảm nhận như vậy trông khó chịu nhưng căn bản không muốn đối phương dừng lại Ngu tiểu mãn ôm chặt lấy lục kích thì thầm lục lang ưm um, ngươi yên tâm ta sẽ giải độc giúp ngươi ưm um. lục kích ôm chặt lấy ngu tiểu mãn hơn khẽ thì thầm bên tai cậu ưm um, tiểu tiểu mãn Ngu tiểu mãn dịu dàng trả lời lục lang ta ở đây tiểu mãn ở đây sáng sớm hôm sau Ngu Tiểu Mãn cả người nhức mỏi tỉnh dậy, riêng khẽ đau, trên người cậu đầy những dấu hôn, Ngu Tiểu Mãn đột nhiên tỉnh táo lại, mình nhớ tối qua mình nằm ngủ bên chân Lục Lang, cho nên là Lục Lang bế mình lên giường nhỏ sao? Ngu Tiểu Mãn liếc nhìn xung quanh, không đúng, Lục Lang đâu? Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Lục Kích ngồi xe lăn đi vào, Ngu Tiểu Mãn nhìn thấy Lục Kích khẽ gọi, "Lục." Đột nhiên cậu cứng họng, nhìn thấy nha hoàn đẩy xe đằng sau Lục Kích vội sửa lại lời nói, "Đại thiếu gia." Lục Kích nhíu mày không dám tin nhìn cậu hỏi, tại sao lại hạ loại dược đó ngu tiểu mãn ngơ ngác hỏi cái gì thấy cậu như vậy lục kích liền nheo mắt lại hỏi lại lần nữa ta hỏi ngươi tại sao hạ loại dược đó là ai phái ngươi tới ngu tiểu mãn sửng sốt à hắn đang nghi ngờ mị dược tối qua là mình hạ sao vân la đứng ra nhìn ngu tiểu mãn cáo buộc đại thiếu gia, hôm qua ta đi ngang qua phòng bếp đã thấy đại thiếu nãy nãy lén la lén lút bỏ thứ gì đó vào trong canh của ngài ta còn đang nghĩ canh đều là nha hoàn các phòng đưa vào phòng cho chủ tử sao lại làm phiền thiếu nãi nãi đại gia chứ ả à, ta dơ một miếng giấy chứa bột phấn nói tiếp đây chính là dược phấn đại thiếu nãi nãi cho vào lục kích giận dữ chất vấn ngu tiểu mãn cho nên thật sự là ngươi bỏ dược phấn này vào trong canh của ta ngu tiểu mãn thấy lục kích không tin tưởng mình như vậy thì lòng đau nhói như bị ngàn vạn cây kim đâm vào vậy ngu tiểu mãn mặc lại y phục vào giận dữ nói phải là ta rồi cậu liền xoay người đi ra khỏi phòng không quan trọng hiểu nhầm cũng được không tin tưởng cũng được đều không quan trọng nữa mình quả thật có bỏ bột vẩy vào trong canh hắn cứ muốn cho rằng đó là mị dược vậy mình cũng không còn gì để nói lục kích nhíu mày nhìn bóng lưng rời đi của ngu tiểu mãn xe ngựa chạy nhanh bên ngoài thẩm hàn vân ngồi trong xe ngựa nhìn lục kích nói nơi này phong cảnh rất tốt sao phu nhân ngươi không đi cùng ngươi lục kích nhíu mày lại nói hôm qua hắn lén bỏ mị dược vào canh của ta bây giờ đang bị cấm túc ở nhà suy ngẫm thẩm hàn vân nghe vậy liền phủ nhận bỏ mị dược hắn không thể nào lục kích nghe vậy càng khó chịu hơn tại sao không thể là vì hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi thẩm hàn vân mỉm cười phân tích cho lục kích nghe không chỉ vậy ngươi nhìn dáng vẻ không hiểu thế sự kia của hắn giống người sẽ làm loại chuyện này sao lục kích im lặng một lúc rồi nói chuyện này chưa có kết luận nếu không phải hắn ta nhất định sẽ trả lại công đạo cho hắn thẩm hàn vân rũ mắt xuống hỏi ngươi trả lại công đạo cho hắn thế nào người trong phủ đều biết hôm nay ngươi trách mắng hắn như vậy sau này còn ai để hắn vào mắt lục kích nheo mắt lạnh lùng nói những tên nô tài kia không dám thẩm hàn vân cười gượng một tiếng ha ta cũng không phải chưa đến phủ của ngươi hậu trạch nhà ngươi không kẻ nào là đền cạn dầu hắn thở dài một tiếng bỏ đi hôm nay ta không phải đến để cãi nhau với ngươi chuyện này tự ngươi xem mà làm đừng để hắn bị bắt nạt là được chuyện ngươi bị đánh lén ba năm trước mà ngươi nhờ ta điều tra giúp có tiến triển mới rồi lục kích sửng sốt cả người cứng đờ nhìn thẩm hàn vân thẩm hàn vân nhìn lục kích nói chuyện này e là phùng gia khó tránh khỏi có liên quan chính là phùng gia của kế mẫu ngươi đêm khuya lục kích một mình ngồi bên ngoài sân trầm mặc suy nghĩ phùng gia nhắc mới nhớ mình từng bị tập kích ở nơi này cũng may phản ứng nhanh nhạy nếu không sớm đã mất mạng còn có cái ao mình thích đến nhất mình chẳng qua mới dừng ở đó chốc lát đã suýt bị người đẩy vào trong ao chuyện như vậy ba năm nay không ngừng xảy ra hơn nữa cuối cùng đều không tra ra được là ai sai vốn tưởng là nghe theo sắp xếp trong nhà thành thân sẽ làm giảm đi không ngờ hôm qua lại không cẩn thận uống phải canh có thêm thuốc kia sáng nay còn có vài nghi vấn chưa kịp hỏi ngu tiểu mãn giờ đi hỏi cho rõ ràng lục kích đi đến trước cửa phòng ngu tiểu mãn ngu đào đang quét sân nhìn thấy lục kích đến thì khó chịu ồ một tiếng đây không phải đại thiếu gia của chúng ta sao đúng là mặt trời lặn đằng đông rồi khách hiếm nha lục kích không để ý đến lời nói quái đản của ngu đào khẽ hỏi đại thiếu nãi nãi đâu ngu đào nghe vậy liền chút giận cho ngu tiểu mãn vu khống người ta xong rồi giờ lại nhớ đến tìm người ta tiểu thư nhà ta cả tim cả mắt đều là ngài bản thân không có đồ mặc cũng không quên làm bộ tiêu sái hào phóng cho ngài tức những mấy đêm kết quả ngài lại không biết quý trọng bây giờ nàng đang đi nhặt y phục rồi nói nhặt về giặt sạch sẽ rồi cho ta mặc bây giờ ngài qua đó sợ là cũng chẳng kịp nữa ngu đào vừa nói vừa chỉ vào phòng lục kích ngồi xe lăn đi đến cửa phòng ngu tiểu mãn ngu tiểu mãn ngồi trong phòng mở chiếc túi nhỏ của mình ra ánh mắt buồn bã đồ tốt như vậy đều rơi hết rồi lục kích ngoài cửa nhìn ngu tiểu mãn nghĩ thầm sáng sớm tỉnh lại hắn cũng mặc kín mít như vậy hắn mặc y phục lại rồi đặt ngu tiểu mãn nằm xuống giường ngu tiểu mãn mệt mỏi hai mắt nhắm chặt mơ màng nói ư ừ, không được nhìn nhìn những dấu hôn trên người ngu tiểu mãn trong phòng ngủ ngu tiểu mãn khẽ mút ngón tay của mình hừ ngươi không ăn thì ta ăn đột nhiên cậu chợt phản ứng lại chờ đã động tác này ngu tiểu mãn nhớ lại cảnh thân mật đêm qua cậu khẽ mút đầu ngón tay của lục kích rồi khẽ kêu lục lang ngu tiểu mãn xấu hổ hai má đỏ bừng ôm lấy má của mình mình đang nghĩ cái gì thế sao cả đầu đều là cảnh tối qua xấu hổ quá ngu tiểu mãn trà chiếc khăn có dính bột vẩy lên bàn làm xong cậu liền vui vẻ giơ chiếc khăn lên nhìn lục kích bên ngoài nhìn thấy thấy cả chợt hiểu ra buổi sáng lúc bột trong túi rơi ra ngoài nhìn thôi đã tức giận cũng không để ý tính chất khác bây giờ xem ra bột phấn này hình như không phải mỹ dược lục kích đằng sau quan sát ngô tiểu mãn cầm bộ y phục đi ra ngoài ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu đi ánh mắt có chút dao động trong thư phòng lục lão gia phụ thân của lục kích giận dữ mắng lớn vốn nghĩ con thành ra rồi có thể trầm ổn một chút ai ngờ con vẫn không nghe quản giáo lại ép phu nhân của mình làm ra chuyện như vậy thật là gia môn bất hạnh thương phong bại tục ngô tiểu mãn đứng cạnh lục kích ngoan ngoãn im lặng lục lão gia vừa về đến nhà đã gọi mình và lục kích đến đây mình còn tưởng rằng muốn mắng mỏ chuyện lúc sáng nhưng bây giờ hình như chỉ là đang dặn dạy lục kích cậu ngẩng mặt lên nhìn phùng mạn oánh và lục lão gia phùng mạn oánh ở bên cạnh liền thêm dầu vào lửa theo thiếp thấy chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của khải chi hậu trạch có loạn thì nên tìm quản sự trong viện hơn nữa phu nhân nhà mình cũng không giữ được sử dụng thủ đoạn hạ lưu này truyền ra ngoài cũng không sợ người lục lão gia tức giận mắng phùng mạn oánh nàng bớt nói vài câu nếu nó đã thành ra phu thê không hòa thuận nội trạch sao có thể yên tĩnh lục việc âm dương bắt quái nói phụ thân người cũng không cần trách đại ca như vậy nam tử nào mà không có chút thói trăng hoa chứ đại tẩu vào cửa cũng khá lâu rồi có lẽ là đại ca chán rồi muốn tự mình thanh tịnh lục lão ra cau mày nhìn lục kích hỏi khải chi có phải con có bất mãn gì với hôn sự do nương của con sắp xếp không ngu tiểu mãn trầm mặc đứng đấy lục kích sớm đã biết mình bị cưỡng ép trước tiên không nói là lười tính toán bây giờ mình bị thêm tội danh hạ dược lần này e là hắn hận không thể lập tức đuổi mình ra khỏi lục gia lục kích thấy lục lão ra hỏi thì lạnh nhạt đáp khải chi không có bất mãn gì với hôn sự ngoài ra chuyện hạ dược vẫn chưa tra rõ nguyên nhân trước mắt xem ra không phải một mình tiểu mãn có hiểm nghi phùng mạn oánh nhíu mày hỏi tiểu mãn là ai lục kích nhìn ngu tiểu mãn trả lời khuê danh của mộng liễu sang sớm do ta quá tức giận là lỗi của ta đắc tội rồi mong được tha thứ phùng mạn oánh cười lạnh một tiếng ai đắc tội mong ai tha thứ phu thê sống chung như vậy thật là lần đầu thấy từ lúc khai thiên lập địa lục kích quay xe lăn nhìn thẳng vào mắt ngu tiểu mãn chân thành xin lỗi hôm nay vi phu đã đắc tội vẫn mong phu nhân tha thứ ngu tiểu mãn kinh ngạc hai má đỏ bừng nhìn lục kích vi phu phu nhân đêm khuya trong hậu viện ngu tiểu mãn nằm trên giường lăn qua lăn lại miệng cười không ngớt hắn vẫn là lần đầu gọi mình là phu nhân hắn còn tự xưng vi phu ngu tiểu mãn ngồi bật dậy không được mình như vậy rất không có tiền đồ mình rõ ràng là có lòng tốt muốn trị khỏi chân cho hắn hắn lại không tin mình còn chất vấn mình ngu tiểu mãn ôm chặt lấy ngực mình tim đau quá còn đau hơn lần trước làm rơi kẹo đường lúc này ngu đào mở cửa đi vào tiểu mãn muộn như vậy rồi sao ngươi còn chưa tắt đèn đi ngủ ngu tiểu mãn nhìn ngu đào nói ngủ không được ta muốn đi thu thập chứng cứ tìm được hung thủ thật sự hạ dược lục kích chứng minh trong sạch của ta ngu đào nhíu mày phân tích ta cảm thấy chuyện này e là không thoát khỏi liên quan với vân la hơn nữa gần đây ta mới biết thì ra vân la làm khó chúng ta khắp nơi là có nguyên do đại thiếu gia ta nghe nói nếu không phải đại thiếu gia lấy ngươi cô ta sẽ thành di nương của đại thiếu gia có thể là vì chuyện này nên mới nảy sinh hận ý với ngươi ngu tiểu mãn nghe vậy liền rơi vào trầm tư lại là vân la sao đêm khuya trong một căn phòng nhỏ sơ sài ngu tiểu mãn đi đến ngó nghiêng nhìn xung quanh lần trước sau khi lục kích ra tay cứu mình vân la theo quy củ bắt buộc chuyển đến đây ở điều kiện ở đây quả thật rất sơ sài cậu núp bên ngoài liếc nhìn vào bên trong không may ngu tiểu mãn đụng ngã chậu cây phát ra tiếng động bên trong vang lên giọng nói chuyện gì vậy bên ngoài có người sao ngu tiểu mãn thấp thỏm ngồi thấp xuống đột nhiên một bàn tay vươn ra bịt chặt lấy miệng cậu cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nhé đây sẽ là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành lâu dài hơn nữa chân thành cảm ơn mọi người chúc mọi người có một ngày vô cùng vui vẻ